Chào mừng quý cô bác và anh chị đã đến với chương trình Tử Vi hàng tháng được phát sóng trên kênh Phong Thủy Gia Cát. Lời nói đầu tiên thì chúc cho quý vị luôn gặp nhiều may mắn, vạn sự hanh thông trong công việc cũng như là cuộc sống hàng ngày. Quý vị thân mến, tính cách đặc trưng của những người tuổi Tuất đó chính là cực kỳ trung thành, thông minh và giỏi chịu đựng. Hầu hết những người tuổi Tuất đều nhận được rất nhiều sự quan tâm và yêu thích. Nhưng bản chất thì họ lại khá nóng nảy và cứng đầu. Chỉ cần họ biết tiết chế điều đó lại thì ắt hẳn sẽ có sự thăng tiến nhất định trong sự nghiệp. Dù làm bất cứ điều gì thì cũng đều đạt được những thành tựu nhất định nếu như mà chúng ta biết điểm yếu của mình. Bước sang tháng 1 âm lịch thì được quý nhân tương trợ, cho nên trong thời điểm này thì tuổi Tuất sẽ được nâng đỡ và che chở rất nhiều. Vận may của những gia chủ tuổi Tuất trong tháng 1 âm lịch này như thế nào thì xin mời tất cả quý vị chúng ta hãy cùng theo dõi ngay sau đây cùng với Phong Thủy Gia Cát. Sau đây là phần tổng quan tử vi của quý gia chủ tuổi Tuất trong tháng 1 âm lịch năm 2021. Thứ nhất, về sự nghiệp quan vận. Trong tháng này, với vận may khá tốt cho sự nghiệp, những người tuổi Tuất sẽ nhận được sự giúp đỡ từ người khác. Tất cả các vấn đề vướng mắc, sự cống hiến, mọi cố gắng của bạn đều được đền đáp xứng đáng. Bạn sẽ được cấp trên công nhận, có thể được thăng chức và nâng cao trình độ chuyên môn. Nếu bạn là người kinh doanh, hiệu suất công ty sẽ được tăng lên đáng kể. Với những người làm công ăn lương, công nhân tại các nhà máy, công xưởng thì tháng này sẽ là một tháng rất vất vả. Bạn sẽ phải tăng ca liên tục để đạt được năng suất công việc mà công ty đề ra. Để tiếp tục cải thiện vận may trong tài lộc, thầy Gia Cát khuyên các gia chủ hãy luôn mang theo bên mình vòng tam hợp quý nhân Dần, Ngọ, Tuất giúp hóa giải xung sát, chung mời quý nhân quý thần tương trợ, dùng để hóa giải thị phi, tiểu nhân hãm hại. Khi những điều xấu không còn, điều tốt đẹp sẽ đến với bạn mà từ đó tài lộc kéo đến ầm ầm, may mắn không gì bằng. Đặc biệt, vòng tam hợp quý nhân cũng được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang trì chú và xem ngày sử dụng cho quý gia chủ để vật phẩm mang lại công năng phong thủy tốt nhất. Thứ hai, về mặt tài lộc và tiền bạc. Tháng này cục diện bán tam hợp tác động nên gia chủ tuổi Tuất sẽ đạt được những thành quả nhất định trong công việc và tài chính cũng tăng lên đáng kể. Hầu hết bạn sẽ phải thăng đến một cấp độ mà bạn chưa bao giờ đạt được trước đây. Quý nhân mang đến những cơ hội làm ăn đầu tư đáng mơ ước mà hiếm người có được. Chỉ cần bạn nắm bắt được cơ hội thì chuyện tiền bạc rủng rỉnh sẽ trở thành hiển nhiên. Tuy nhiên bạn cũng cần phải chú ý vì tháng này có dấu hiệu phá tài. Nếu bạn không biết cân đối tài chính thì tiền của bạn cũng không cánh mà bay. Bạn cũng sẽ mất một khoản tiền lớn cho con cái, có thể là xin việc hoặc cưới hỏi. Việc bạn cần làm đó là xây dựng nhật ký chi tiêu hợp lý để có một khoản để dành cho sau này. Năm Nhâm Dần 2022 Thái Tuế là hạ ngạc đại tướng quân, dưới chân của đại tướng quân có một con hổ. Để cho vận trình sức khỏe và gia đạo được hanh thông thuận lợi, thầy Gia Cát khuyên gia chủ hãy luôn mang theo bên mình một kim bài Thái Tuế để nghênh đón Thái Tuế, mang lại may mắn bình an. Đặc biệt, kim bài Thái Tuế của Phong Thủy Lộc Tài được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang trì chú và xem ngày sử dụng cho quý gia chủ tuổi Dậu để mang lại tác dụng phong thủy tốt nhất hiện nay. Vậy nên gia chủ hoàn toàn yên tâm khi sử dụng kim bài Thái Tuế của thầy. Thứ ba, về mặt sức khỏe. Theo dõi tử vi tháng 1 năm 2022 của 12 con giáp âm lịch, về phương diện sức khỏe của con giáp này tuổi Tuất không có gì đáng phải lo ngại. Thời tiết không phải là tác nhân gây ảnh hưởng tới bạn quá nhiều. Người tuổi Tuất nên cẩn thận để tránh chấn thương từ những vật sắc nhọn và phụ nữ đang mang thai. Bạn cần phải chăm sóc cơ thể tốt, giữ chế độ ăn uống hợp lý nhẹ nhàng, chăm chỉ luyện tập các bài tập vận động thể thao theo độ tuổi, giữ tâm trạng và tinh thần thật tốt, nếu không sẽ có những vấn đề không tốt với sức khỏe của bạn trong tháng sau. Thứ tư, về mặt tình cảm gia đạo. Tình yêu và mối quan hệ tình cảm sẽ tiếp thêm động lực cho những người tuổi Tuất. Nhiều thành công trong sự nghiệp và tiếng nói vui vẻ, bạn có thể thu hút được nhiều người khác giới, mà bạn cần phải giữ khoảng cách nhất định và xác định rằng gia đình chính là nền tảng của sự phát triển nghề nghiệp. Một số người khác giới có thể giúp bạn, nhưng những người khác chỉ có thể làm phiền tâm trạng của bạn và mang lại tổn thất cho sự nghiệp hoặc tài sản của chính bạn mà thôi. Các cặp đôi cũng sẽ có những sự chuyển biến khá lớn trong mối quan hệ. Có thể giữa hai người có một biến cố lớn gì đó mà khiến cho bạn và người ấy muốn nhanh chóng tiến tới hôn nhân, chuẩn bị để về chung một nhà. Còn người độc thân có thể sẽ tìm được một nửa của mình một cách khá tình cờ. Bản thân bạn chưa mấy quan tâm đến chuyện tình yêu lứa đôi, nhưng khi nhân duyên ập đến thì đó cũng là sức hút mà bạn chẳng thể chối từ. Tử vi của từng tuổi Tuất trong tháng 1 âm lịch năm 2021, tuổi Giáp Tuất sinh năm 1994, Sơn Đầu Hỏa. Sự nghiệp cơ bản đã ổn định, tuy bản mệnh không gặp được nhiều cơ hội để khẳng định bản thân, song chỉ cần cố gắng chăm chỉ thì ắt sẽ nhận được phần thưởng tương xứng. Nếu công việc vất vả, thường xuyên phải thức khuya dậy sớm hoặc phải đi công tác trong thời gian dài, bản mệnh cần phải trao đổi tâm sự với người nhà trước để đôi bên cùng thấu hiểu và tạo điều kiện giúp đỡ.
Trên phương diện tình cảm, người độc thân mong muốn tìm được nửa kia của mình, song do tính cách hướng nội nên khó tìm được người ưng ý. Người đã lập gia đình cần phải cố gắng duy trì nếp sống, thường xuyên giúp đỡ tâm sự với nửa kia cũng như con cái để xây dựng mối quan hệ bền vững theo thời gian. Tuổi Nhâm Tuất sinh năm 1982. Trong tháng đầu năm 2022, người này, tuổi Tuất sinh năm 1982, có thể kiếm được một vài cơ hội khẳng định tài hoa của mình. Song vì không đủ cố gắng nỗ lực nên dễ bỏ dở giữa chừng, khiến cho khi phải đối diện với khó khăn. Ngoài ra, bản mệnh cũng cần phải mắc sai lầm do sự chủ quan, lơ là của mình khi thực hiện những công việc quen thuộc. Trên phương diện tình cảm, mối quan hệ giữa bản mệnh và nửa kia chưa được thực sự ổn định. Hai người thường xuyên tranh cãi về những chuyện nhỏ nhặt khiến cho bầu không khí trong gia đình trở nên căng thẳng. Để giữ gìn sức khỏe cũng như tinh thần lạc quan khi đối diện với khó khăn, bản mệnh nhớ chăm chỉ tập luyện thể dục thể thao và có chế độ ăn uống sinh hoạt điều độ, hạn chế tụ tập vui chơi, sử dụng chất kích thích. Đồng thời, tìm người chia sẻ tâm sự với mình. Tuổi Canh Tuất sinh năm 1970. Công việc làm ăn của đương số tuy có mở rộng nhưng khó thuận ngay từ ban đầu, xu hướng vận khí tăng dần về cuối năm nên phấn đấu chờ thời cơ bùng nổ. Trong công việc, vấn đề bạn gặp phải là dù đã nỗ lực nhưng vẫn không được ghi nhận chỉ vì ai đó có thành kiến và đối xử không công bằng, nên nhớ một điều nhịn chín điều lành, đừng phản ứng thái quá mà thiệt thân. Phương diện sức khỏe cũng gặp nhiều vấn đề do bản mệnh thường xuyên bận rộn mà quên mất việc nghỉ ngơi tập luyện đúng giờ, sức đề kháng suy giảm, nhiều người dễ miễn phải bệnh dịch hay là các căn bệnh theo mùa. Thời điểm này, bạn cần phải chú ý xây dựng thời gian biểu khoa học, chú ý nghỉ ngơi làm việc hợp lý và luôn giữ tâm thế lạc quan, tích cực khi đối diện với biến cố của cuộc sống. Tuổi Mậu Tuất sinh năm 1958, Bình Địa Mộc. Về vấn đề sức khỏe của người tuổi Mậu Tuất cần phải lưu tâm để ý, đành rằng ở tuổi này sẽ dễ mắc những căn bệnh tuổi tác, nhưng không phải vì thế mà bỏ bê bản thân. Bạn nên tham gia các buổi gặp gỡ, các bài tập vận động phù hợp với lứa tuổi, giữ tâm trạng luôn vui vẻ thì sẽ cải thiện được tình hình sức khỏe rất nhiều. Tổng quan tháng 1 âm lịch năm 2022, tháng Nhâm Dần, năm Nhâm Dần. Tháng 1 âm lịch được bắt đầu từ ngày âm lịch từ 1 tháng 1 năm 2022 và kết thúc vào ngày 30 tháng 1 năm 2022, tức ngày 1 tháng 2 năm 2022 đến 2 tháng 3 năm 2022 dương lịch. Tháng 1 Nhâm Dần có nạp âm là Kim Bạc Kim. Tháng Dần, Lục hợp hợi, Tam hợp ngọ và Tuất thành hỏa cục, xung thân hình tỵ, phá hợi và tuyệt dậu. Đối với người tuổi Tuất trong tháng 1 âm lịch này sẽ cần phải tránh những ngày sau. Ngày âm lịch, ngày 8 tháng 1 năm 2022, tức ngày 8 tháng 2 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Nhâm Thìn, có nạp âm là Trường Lưu Thủy. Ngày âm lịch, ngày 20 tháng 1 năm 2022, tức ngày 20 tháng 2 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Giáp Thìn, có nạp âm là Phúc Đăng Hỏa. Đây chính là hai ngày cát lành khi mà tính theo tuổi của các mệnh chủ tuổi Tuất. Trong những ngày này, mệnh chủ cần phải hết sức chú ý và tốt nhất là không nên thực hiện những công việc quan trọng. Lời khuyên từ các chuyên gia phong thủy cho bản mệnh là nên chú ý tới sức khỏe nhiều hơn, chi tiêu tiền của vào những việc cần thiết, không nên vung tay quá chán. Các ngày tốt đối với người tuổi Tuất trong tháng 1 âm lịch năm Tân Sửu 2021 là những ngày sau. Ngày âm lịch, ngày 7 tháng 1 năm 2022, tức ngày 7 tháng 2 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Tân Mão, có nạp âm là Tùng Bách Mộc. Ngày âm lịch, ngày 19 tháng 1 năm 2022, tức ngày 19 tháng 2 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Quý Mão, có nạp âm là Kim Bạc Kim. Đây chính là hai ngày cát lành trong tháng để các quý gia chủ tiến hành các công việc liên quan đến xuất hành hay tiến hành những công việc quan trọng sẽ dễ có kết quả cao, hoặc những vấn đề nhỏ trong gia đình bạn tiến hành đều hết sức thuận lợi. Ngoài ra, việc lựa chọn ngày tốt cũng cần phải phù hợp với tuổi của gia chủ trong những công việc như tiến hành động thổ, ngày giờ mua xe mới, ngày giờ cưới hỏi. Để chọn được ngày giờ đẹp phù long tương chủ, ngày giờ tài lộc của gia chủ, anh chị và các bạn hãy để lại thông tin dưới phần bình luận theo mẫu họ tên cộng ngày tháng năm sinh cộng số điện thoại, hoặc anh chị có thể liên hệ trực tiếp đến số hotline hiển thị trên màn hình để được tư vấn hoàn toàn miễn phí. Thưa quý vị, vậy là chúng ta đã cùng nhau phân tích xong về phần luận giải lá số tử vi cho tuổi Tuất trong tháng 1 âm lịch. Chắc hẳn là quý vị cũng biết là mình cần phải làm gì cho tương lai, đúng không ạ? Thông qua chương trình này thì chúng tôi cũng luôn mong muốn rằng quý vị hãy áp dụng những kiến thức mà Phong Thủy Gia Cát chia sẻ vào trong cuộc sống hàng ngày của mình để chúng ta có thể thay đổi vận mệnh của mình trở nên ngày một tốt hơn, thành công hơn và hạnh phúc hơn. Còn bây giờ thì xin mến chào và hẹn gặp lại. Cảm ơn tất cả quý vị đã quan tâm và theo dõi.